Cách để làm món gà rán KFC. Gà rán KFC là một món không chỉ được các bạn nhỏ rất yêu thích mà còn chiếm được cảm tình của rất nhiều dự bạn trẻ. Với hương vị giòn tan, thơm ngọt từ thịt gà, hòa quyện cùng với vị cay nhẹ của tương ớt, đem lại hương vị rất khó quên. Tưởng chừng rất khó, nhưng chỉ với những dụng cụ đơn giản, căn bếp của bạn hoàn toàn có thể cho ra đời những miếng gà giòn tan, thơm ngọt như ở nhà hàng đấy. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 kg thịt đùi và cánh gà, 50 g bột mì, 20 g bột năng, 2 quả trứng gà, muối, hạt nêm, bột tỏi, 50 g bột chiên xù, bột ớt, tương cà hoặc tương ớt. Các bước thực hiện: 1. Thịt gà rửa sạch, khía nhẹ vài đường cho thấm gia vị. Đối với miếng gà đùi to thì đem trần sơ qua cho lúc rán dễ chín, để gà trên rổ cho ráo nước, dùng khăn giấy ăn để thấm khô. 2. Ướp gà với 2 thìa cà phê muối, 1 phần 2 thìa cà phê hạt nêm, 1 phần 2 thìa cà phê bột tỏi, trộn đều và ướp từ 3 đến 4 tiếng cho ngấm, có thể dùng màng bột thực phẩm để bọc kín lại. 3. Trộn lẫn bột mì, bột năng và bột ớt cùng với 1 nửa thìa cà phê muối đổ ra đĩa to. 4. Trứng gà đánh tan để riêng ra một bát, bột chiên xù cũng đổ ra một đĩa riêng. 5. Sau đó hãy cho hỗn hợp mì vào túi ni lông hoặc ống nhựa để đắp lại. Cho các miếng gà vào, lắc để cho bột bám đều vào những miếng gà. 6. Lăn từng miếng gà qua lòng đỏ của trứng. 7. Lăn miếng gà qua bột chiên xù, áo một lớp bột kỹ để chiên gà được vàng và giòn đều. 8. Dùng chảo sâu lòng, đổ dầu ăn ngập 1 phần 2 chảo, đun nóng da rồi thả từng miếng gà vào một. Chiên vàng đều thì gấp ra, dùng giấy thấm dầu để bớt dầu, miếng gà chín ngon vàng đều, bạn không cho quá nhiều miếng gà vào cùng một lúc nhé. 9. Gắp thịt gà ra đĩa, trang trí món ăn sao cho đẹp mắt theo sở thích của bạn để thêm phần hấp dẫn. Khi ăn gà kèm với một chút tương ớt hoặc tương cà sẽ rất ngon.